thì Vân đang có mặt tại Mỹ, Hollywood, Florida. Và bây giờ thì Vân đã sẵn sàng cho hành trình đến với cuộc thi Hoa hậu của thế giới năm nay. Và cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi những cái tập Road to Miss Universe của Vân. Và rất là hy vọng rằng hành trình này vẫn sẽ luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ tất cả các bạn cho Khánh Vân cũng như là đại diện Việt Nam. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.